Andy Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày 23 tây tháng 7, thứ sáu cuối tuần. Andy xin được chúc quý vị một buổi nghe tin vui vẻ, hạnh phúc. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Andy sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Bản tin đầu tiên liên quan tới Thế vận hội Tokyo năm 2020. Được cho rằng trì hoãn cả năm vì cái đại dịch Covid-19 thì Thế vận hội Tokyo năm 2020 đã khai mạc với cái buổi lễ trong cái sân vận động gần như là hoang vắng để mà ngừa dịch. Cái sân này xây tốn 1,5 tỷ đô la cho Thế vận dùng cho 70.000 khán giả nhưng chỉ có 950 khách VIP, tức là nhân vật quan trọng hiện diện trong cái lễ khai mạc hôm thứ Sáu, đó là theo đài CNN tường thuật. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Jill Biden hôm thứ Sáu đã dẫn phái đoàn Hoa Kỳ vào dự khai mạc ở Tokyo. Và đây là chuyến đi đơn độc ra hải ngoại của bà trong cương vị đệ nhất phu nhân. Người ta thấy bà Jill Biden ngồi trên hàng ghế quan khách trong lễ khai mạc với khẩu trang ngừa dịch màu đen. Khoảng 100 vận động viên thi đấu ở Nhật vẫn chưa chích ngừa. Trưởng ban y tế Thế vận Hoa Kỳ là Jonathan Finoff đã nói hôm thứ Sáu là có 567 lực sĩ điền mẫu y khoa với 83% nói là đã chích ngừa và tổng cộng có 613 lực sĩ Hoa Kỳ dự Thế vận. Finoff nói 83% lực sĩ Hoa Kỳ đã chích ngừa, như thế là tốt vì đã đủ cho miễn dịch cộng đồng. Olympic Tokyo chính thức khai mạc vào hôm thứ Sáu, khán giả sẽ không được vào hầu hết các địa điểm thi đấu, còn các vận động viên thì phải tuân thủ nhiều cái hạn chế nghiêm ngặt. Cái lễ khai mạc Olympic Tokyo đã diễn ra mà không có khán giả đến theo dõi, chỉ có sự tham dự của 950 người liên quan gồm khách mời và đoàn thể thao các nước. Lễ khai mạc được tổ chức với cái chủ đề gắn kết bằng cảm xúc, với nhiều cái tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống Nhật Bản theo hướng hiện đại, nhấn mạnh về cái tinh thần đoàn kết. Chúng ta không đơn độc, tổng cộng tham dự Thế vận Tokyo có sự tham gia tranh tài của hơn 11.000 vận động viên từ 206 đoàn thể thao, gồm 205 đoàn ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trực thuộc Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và đoàn đại diện cho người tị nạn sẽ tham gia thi đấu ở 33 bộ môn với 339 huy chương cho đến hết ngày 8 tháng 8. Tham dự cái lễ khai mạc trong cái hàng quan khách còn có Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron. Nhưng ông Macron tới cũng chỉ để nói chuyện với các quan chức Thế vận về cái việc tổ chức Thế vận Paris năm 2024. Và hôm thứ Sáu có khoảng 50 người biểu tình kêu gọi hủy bỏ Thế vận để chống dịch. Nếu quý vị cư ngụ ở Hoa Kỳ, có thể xem chiếu lại cái lễ khai mạc Thế vận trên đài NBC lúc 7:30 tối giờ miền đông của Hoa Kỳ, tức là 4:30 chiều giờ California ngày thứ Sáu, và sẽ chiếu lại lần nữa vào lúc 1:38 sáng giờ miền đông vào thứ Bảy. Cho nên quý vị cũng có thể mở ra để mà xem lại cái quang cảnh khai mạc Olympic. Thật ra thì em đi đọc rất nhiều bài báo ngày hôm nay và xem lại những cái đoạn video thì quả thật là nó rất là buồn. Khi mà một cái lễ hội Olympic cho toàn thế giới diễn ra như vậy mà trên sân lại vắng bóng người. Rồi cái chủ đề đưa ra, rồi những cái cách biểu diễn nó cũng có một cái phần gì đó. Hình như rằng nhà tổ chức cũng muốn mang lại một cái điều gì đó nó vui vẻ trong cái không khí ảm đạm, nhưng mà họ không làm được điều đó. Bởi vì cái không khí ảm đạm này nó đã bao trùm hết về cả vật thể lẫn con người, ngay cả cái địa điểm. Cho nên cũng không thể nào làm gì tốt hơn được thôi chú. Ta cứ việc theo dõi và xem coi thử những vận động viên họ có thể làm gì được cho những cái cho cái kỳ Thế vận hội này nó sôi động hơn. Thì đó là cái bản tin về cái việc khai mạc Olympic. Còn theo như cái bản tin NHK của Nhật thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres đã gửi lời chào đến các vận động viên tham dự Olympic. Ông cho biết là hân hạnh là người đồng hành cùng các động viên trong cái con đường hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ông Guterres cũng cho biết cái tinh thần Olympic là biểu tượng cho các phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại. Tình đồng đội, đoàn kết, tài năng và vị tha. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lòng tiếc thương cho những người thiệt mạng trong đại dịch. Theo ông thì tất cả các vận động viên tham dự Olympic Tokyo đều đã vượt qua những thách thức to lớn.
Ông cho rằng nếu tất cả mọi người đều có được nguồn năng lượng đó, khi đối mặt với các thách thức toàn cầu thì có thể đạt được bất cứ mục đích nào. Đó là lời nói của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu như vậy. Và bây giờ mời quý vị nghe những bản tin cũng liên quan tới vấn đề dịch bệnh. Trưởng ban báo chí của Tòa Bạch Ốc là bà Jen Psaki hôm thứ Năm đã phản đối các lời tuyên bố của ông Ron DeSantis, tức là thống đốc của tiểu bang Florida. Ông khi mà ông DeSantis chống lại cái việc mang khẩu trang trong trường học, Psaki nói nếu tôi là một phụ huynh ở Florida, tôi sẽ rất quan ngại đối với tôi vì trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa chích ngừa. Thống đốc Cộng hòa Ron DeSantis nói rằng ông sẽ không cưỡng bách mang khẩu trang trong các trường học vào niên học tới. Và chúng ta sẽ không làm như thế ở Florida. Có đồng ý không? Chúng ta muốn trẻ em là trẻ em. Chúng ta cần các trẻ em có thể hít thở. Tuyên bố của ông DeSantis đưa ra vào sáng sớm ngày thứ Năm sau khi mà ông Tổng thống Joe Biden nói trong một cuộc họp Town Hall Meeting rằng cái viện CDC có lẽ sẽ khuyên trẻ em còn quá trẻ để đi chích ngừa, hãy nên mang khẩu trang trong trường. Trong khi các em đã chích ngừa thì không cần mang khẩu trang. Cái này là vấn đề common sense thôi, vấn đề có lý thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao ông thống đốc Cộng hòa Ron DeSantis này ổng lại nói như vậy. Cho nên phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, trưởng ban báo chí của Tòa Bạch Ốc thì lên tiếng phản bác lại. Cho nên quý vị thấy một cái vấn đề là ngay cả cái vấn đề mà đeo khẩu trang chích ngừa thôi, vấn đề mà giữ giãn cách xã hội trong khi mà dịch bệnh nó bùng lên đổ lại, người đi chích ngừa, người không đi chích ngừa, người muốn đeo khẩu trang, người không, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Quý vị thấy cái nước Mỹ này nó đúng là cái xứ sở này nó là một cái đất nước mà cái quyền của con người, cái quyền tự do, dân chủ, con người có thể làm điều mình muốn mà không ai ngăn cản được. Nhưng như lần trước Andy cũng có nói chuyện với quý vị là cũng có một số người nói rằng đôi khi cái chế độ độc tài họ cũng có những cái hay của họ. Như bây giờ cái trường hợp mà như đối với chế độ độc tài mà nếu như mà bây giờ không đeo khẩu trang hay là không chích ngừa, họ bắt buộc phải đi chích ngừa hết, mà không đi chích ngừa họ phạt tiền, họ đưa vô tù thì đâu có ai cãi được. Cái này cũng là một cái điểm hay. Thì cái này nó sẽ gây được cái, nó làm nên được cái chuyện mà miễn dịch cộng đồng, mà nó chấm dứt cái đại dịch càng sớm càng tốt. Còn đeo khẩu trang, trẻ em ở trong trường chích hay không chích gì cũng phải đeo hết. Còn nếu không, không cho đi học, ngồi ở nhà thì bắt buộc là phải đeo khẩu trang thôi. Quý vị thấy rõ ràng ngày hôm qua cũng có những cái bản tin, nó có những bà mẹ không cho con mình đi chích ngừa tới khi nó phải đeo ống thở vô, rồi nó nằm trong tình trạng nguy kịch. Rồi bây giờ mới nói tôi ao ước gì, tôi quay lại ngược cái dòng thời gian. Và rồi tôi hối hận, không biết rồi tôi có thể đón con tôi về được nữa hay không. Bởi vì nó vĩnh viễn ra đi vì những cơn bệnh, cho nên những cái lời nói, những cái lời than tiếc, hối hận nó cứ liên tục nó đưa ra trong những ngày gần đây. Trong khi nhà chức trách thì những người mà có thẩm quyền lại mở miệng ra nói những cái điều mà vẫn như là một cái chiều hướng chống đối, mà đặc biệt những người này là những người thuộc đảng Cộng hòa. Còn một cái buổi họp Town Hall do CNN tổ chức ở trường đại học Mount Joseph University tại cái thị trấn Cincinnati hôm thứ Tư ngày 21 tháng 7 thì thực sự thì cái thuốc chích ngừa COVID-19 nó không hiệu lực 100% để không bị dính COV này, bởi vì có một số nhỏ những trường hợp để chích ngừa đầy đủ bị dính dương tính, bị nhập viện hay bị chết vì dịch này. Cái dữ liệu của CDC nói rằng tính vào ngày 12 tháng 7, có hơn 159 triệu người đã chích ngừa đầy đủ, và rồi trong đó có 5.492 người bị dính lại cái COVID-19. Do vậy, khi ông Tổng thống Biden nói trong cái cuộc họp phố này đó, Town Hall Meeting của CNN, rằng là nếu mình không bị dính COVID, ông nói nguyên văn của ông là như thế này, bạn sẽ không dính COVID nếu bạn đã chích ngừa, là không chính xác hoàn toàn. Rất hiếm nhưng có xảy ra rằng chích ngừa đầy đủ vẫn có thể dính dương tính. Cái thống kê cho thấy trong những người đã chích ngừa thì có 0.0033% bị nhập viện và 0.00067% người chết. Theo lời của Cindy Prince, là chuyên gia dịch tễ ở Đại học University Florida, cái này cũng là cái câu trả lời cho rất là nhiều người mà cũng gây hoang mang rất là nhiều.
cứ lấy cái lý do nếu đã chích rồi mà vẫn dính lại như vậy chích làm gì, đó cũng là một cái cớ thôi. Nhưng mà quý vị thấy cái con số không, anh đi nhắc lại, những người đã chích rồi đó thì 0.0033% là có thể bị nhập viện lại, và cái số người chết là 0.00067%, thêm con số 0 nữa, cho nên cái tỷ lệ mà mất mạng nó ít hơn nhiều. Cho nên đây là cái câu trả lời rõ ràng nhất. Còn một cái bản tin nữa cũng liên quan mà lùm xùm trong cái tuần vừa qua, tức là WHO, tức là Tổ chức Y khoa Thế giới, thúc giục điều tra cái nguồn gốc COVID-19 bất chấp là Trung Quốc phản đối. Thì tổ chức này đã kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác điều tra cái nguồn gốc COVID-19 sau khi Trung Quốc từ chối cái kế hoạch kiểm tra các phòng thí nghiệm tại khu chợ ở nước này. Trong WHO trong cái tháng này đã đề xuất triển khai cái cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19, bao gồm cái việc điều tra phòng thí nghiệm và các chợ ở thành phố Vũ Hán, nơi ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên. Đồng thời, WHO cũng kêu gọi các giới chức Trung Quốc làm minh bạch hơn và cung cấp thêm dữ liệu thô về giai đoạn đầu bùng phát dịch. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Jiang Yixing ngày 22 tháng 5 tuyên bố là Bắc Kinh sẽ không chấp nhận đề xuất này. Chúng tôi sẽ không chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO như vậy. Ở khía cạnh nào đó, nó thể hiện cái sự thiếu tôn trọng thực tế và phản khoa học, ông Jiang nói. Khi được hỏi về cái sự từ chối của Trung Quốc thì người phát ngôn của WHO Tarek Zasarevich đã nói trong cái cuộc họp báo tại Geneva ngày 23 tháng 7 rằng đây không phải là về chính trị, cũng không phải là một trò chơi đổ lỗi. Về cơ bản, đó là một yêu cầu mà tất cả chúng ta phải cố gắng tìm hiểu xem cái mầm bệnh đã xâm nhập vào con người như thế nào. Cái điều này cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia thật sự có trách nhiệm làm việc cùng nhau và làm việc với WHO trên cái tinh thần hợp tác. Ông Tarek cho biết như vậy. Sau cuộc điều tra hồi đầu năm nay ở Vũ Hán, thì cái nhóm chuyên gia quốc tế do W dẫn đầu kết luận giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất khó xảy ra. Và các chuyên gia cho rằng giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây từ các động vật nhiễm bệnh sang người tại một khu chợ hay một nơi nào đó tương tự. Ông Zeng cho biết là ông cảm thấy sốc khi lần đầu tiên đọc bản kế hoạch của WHO, trong đó có nhắc đến cái giả thuyết virus bị rò rỉ do sai phạm tại phòng thí nghiệm của Trung Quốc trong quá trình nghiên cứu. Các quốc gia trong đó có Hoa Kỳ mà một số nhà khoa học đã yêu cầu điều tra thêm về nguồn gốc COVID-19, đặc biệt là đối với Viện Virus học Vũ Hán, nơi mà đang tiến hành nghiên cứu về loài dơi. Tổng giám đốc WHO là Tedros Adhanom cho rằng cái cuộc điều tra đã bị cản trở do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu bệnh dịch lây lan ở Trung Quốc. Cái nhà ngoại giao cho biết là Trung Quốc đã ngay lập tức phát cái tín hiệu phản đối kế hoạch mà ông tổng giám đốc WHO trình bày tại các cuộc họp kín với các quốc gia thành viên một tuần trước đây. Người Trung Quốc coi đó là sự phản đối báo cáo chung của WHO, một nhà ngoại giao nói. Tòa Bạch Ốc ngày 22 tháng 7 thì cho biết là Hoa Kỳ rất thất vọng vì Trung Quốc đã khước từ đề nghị của WHO về việc mở cái cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc COVID-19. Và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cùng các nước khác tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp tiếp cận cái sự cần thiết với nguồn dữ liệu để tìm hiểu nguồn gốc virus. Ông Tedros tuần trước thông báo ông đang thành lập một nhóm cố vấn khoa học quốc tế về nguồn gốc mầm bệnh mới nhằm giúp thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của các nghiên cứu về nguồn gốc của SARS-CoV-2. Các nhà ngoại giao cho biết thì nhóm này bao gồm các chuyên gia độc lập nhằm giảm bớt một số áp lực chính trị đối với WHO. Quý vị thấy, cái vấn đề này mình phải đi ngược lại dòng thời gian chút xíu để mình tóm lược lại. Quý vị có nhớ rằng khi mà WHO đến điều tra tại Trung Quốc, sau đó WHO đã quay về và nói rằng không có tìm ra bằng chứng nào là từ cái chợ đó nó lây lan ra, chợ động vật hoang dã đó, hay là từ phòng thí nghiệm. Nó chưa có rõ ràng. Nói một cách khác là WHO lúc đó đưa ra những cái kết quả như vậy làm cho cả thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước ở phương Tây họ cảm thấy rất là bực bội, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Rồi nó dấy lên những cái sự mà phản kháng. Họ nói rằng WHO có những cái bằng chứng cho thấy là đã bị Trung Quốc mua chuộc về vấn đề này, khi mà họ làm việc không có rõ ràng minh bạch
đặc biệt là Trung Quốc họ cũng giấu nhiều cái bằng chứng. Mới đây trong cái khoảng thời gian từ khi WSO điều tra cho tới giờ phút này, rất nhiều bằng chứng được đưa ra là rất nhiều cái sự sai sót hoặc là vô tình hoặc là cố ý của WSO ngay cả bên nhóm Trung Quốc. Bởi vì dữ liệu data thì bị xóa. Những cái dữ liệu đưa người ở bị bệnh ở chỗ này là người bệnh đầu tiên thì đưa một người tuổi lớn tuổi hơn vào thế cái chỗ đó, ngày sinh tháng đẻ cũng thay đổi, địa điểm cũng thay đổi. Rồi nhiều cái dữ liệu bị xóa hay là bị mất trộm, rồi những cái đoạn rất là khó hiểu, cho nên nó tạo nên một cái sự hoang mang. Và từ đó WHO là bị kết tội, là coi như đã chịu cái sự mua chuộc của Trung Quốc, cho nên họ đã làm không đến nơi đến chốn, hoặc là họ đã kết luận một cách mà gọi là có lợi cho Trung Quốc. Thì sau đó quý vị mới thấy rằng chính ngay ở tại Hoa Kỳ, mới ông Tổng thống Joe Biden, ông nói ông sẽ thành lập một cái những cái đội mà đặc nhiệm điều tra riêng, trong vòng 3 tháng phải báo cáo cho ông về cái vấn đề, cái kết quả, cái nguồn gốc của coronavirus. Thì bây giờ đã hơn tháng rồi, nhiều cái nhóm điều tra họ đang điều tra và họ từ từ thu thập thêm được nhiều bằng chứng chứ không phải là một vài bằng chứng, cho thấy rằng những cái mà cái cuộc điều tra của WSO có nhiều cái sai sót lắm, mà muốn điều tra lại thì phải cần lại đi qua bên Trung Quốc, lại đi tới Vũ Hán, lại đi tới những cái chợ này. Bởi vì ngay cả cái dữ liệu, cái con vật, cái số lượng con vật bán cái chợ đó và cái chủng loại của nó thôi, WSO cũng nói sai, họ chỉ nói có một phần mà ở đó thì cái số lượng nó tăng lên gấp 10 và cái số chủng loại nó tăng lên tới gấp 50 mấy lần so với WSO báo cáo. Cho nên những cái người họ điều tra họ đâu có chịu như vậy, đặc biệt là những người điều tra độc lập ở tại Hoa Kỳ. Bây giờ còn Trung Quốc thì cứ bác bỏ, nói rằng không phải đó, tại sao Hoa Kỳ không điều tra ở những cái quốc gia khác hay là điều tra ngay ở tại Hoa Kỳ mà phải tới Vũ Hán, cho nên họ bác bỏ cái điều này. Rồi bây giờ mình quay lại cái chuyện mà ngay cả ông Trump cũng lấy cái ông mượn cái cớ này, ông tiếp tục lặp lại cái lời mà đổ lỗi là Chinese Kung Flu hay là China Kung Flu, hay là nói chung là ổng dùng những cái chữ mà ổng chỉ trích mà có cái thể khẳng định là nó từ Trung Quốc mà ra. Và ổng lấy cái tên Trung Quốc ổng đặt luôn, từ đó nó mới dấy lên một cái làn sóng mà kỳ thị cái người châu Á gốc Mỹ, rồi gây cái cảnh mà bị đánh đập chết chóc, rồi nước Mỹ phải có nhiều cái biện pháp, nhiều cái luật mới ra để mà chống lại cái tình trạng mà kỳ thị người gốc Á. Cho tới giờ này ông Trump cũng vẫn kết luận là như vậy. Nhưng mà đối với lại ngay cả về CDC, tiến sĩ mà Anthony Fauci cũng nói rằng chưa có một cái bằng chứng nào. Mới đây Anthony Fauci mới vừa phải cãi nhau với ông Rand Paul thuộc đảng Cộng Hòa trước cái cuộc điều trần trước ở trong Quốc hội. Ông nói rằng bây giờ vẫn chưa có một cái bằng chứng nào mà cũng bây giờ phải điều tra, mà phải điều tra cho nó tới. Trong khi ông Rand Paul thì ông kết tội đó là Hoa Kỳ đã viện trợ cho cái viện thí nghiệm ở Vũ Hán đó một số tiền lớn, và bây giờ cái con virus nó sống ra từ cái viện đó. Nhưng mà ông tiến sĩ Anthony Fauci ông đâu có đồng ý với chuyện này. Chính vì không đồng ý cho nên ông mới nói ông Rand Paul là người là dựng chuyện, là người nói láo nhiều nhất, cũng giống như là ông Trump. Còn ngày hôm nay thì Trung Quốc vẫn tiếp tục là bác bỏ những cái này. Nhưng mà vấn đề kỹ mình nhìn lại, tại sao lần này WHO lại làm căng lên như vậy? Bất chấp Trung Quốc không đồng ý, thì WHO bây giờ kêu gọi toàn thế giới phải hợp tác lại với nhau để đi vào trong Trung Quốc để mà điều tra lại. Tại sao? Quý vị nhìn thấy rõ cái bản chất của cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào đó. Bây giờ cái áp lực quá nặng, bởi vì người ta tìm ra quá nhiều bằng chứng là WHO không thể nào qua mặt được Hoa Kỳ và trên thế giới. Và tổ chức WHO này, cái nước nào đóng góp cho WHO nhiều nhất, quý vị cũng đã biết rồi, cũng đã có câu trả lời. Cho nên chính vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem coi thử WHO lần này họ làm gì được với cái việc điều tra cái nguồn gốc của con virus ở tại Trung Quốc. Và Trung Quốc sẽ phải đáp trả về vấn đề này như thế nào, hay là những cái cách nào khác để mà họ che giấu những cái điều mà họ muốn che giấu. Thôi chúng ta đi vào những bản tin khác nha quý vị.
Cái vụ này nó lại liên quan tới cái những cái bản tin sau đây nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà Quốc hội rồi Đảng Cộng Hòa rồi cuộc điều tra bạo loạn vân vân. Thì cái đây là một câu chuyện dài lắm. Mới đây thì theo cái đài CBS News trên cái chương trình phát thanh The Tech Hours của tuần này với Major Garrett, thì ông thống đốc Larry Hogan của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích Đảng Cộng Hòa của ông là đang nỗ lực để mà tẩy trắng cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 vừa qua trong cái cuộc tấn công tòa nhà Quốc hội. Thì ông Hogan nói rằng cần phải biết chính xác những cái gì xảy ra và chớ để cho chuyện tẩy trắng lịch sử để nói rằng không hề có gì xảy ra. Cái điều vô nghĩa hơn về cái chuyện là bọn bạo loạn chỉ là du khách ôn hòa vào thăm tòa nhà Quốc hội là cái điều phi lý. Ông Hogan ám chỉ tới cái ngôn ngữ của ông Trump và một số dân cử Cộng Hòa, nói rằng cái người bạo loạn ngày 6 tháng 1 chỉ là du khách vào thăm Quốc hội một cách ôn hòa. Họ rất mực yêu thương, họ ôm hôn cảnh sát, họ chụp hình. Họ rất mực yêu thương tới mức mà cảnh sát phải mở cửa rào mời họ vào. Ông Hogan nói rằng ông quan ngại vì cái ủy ban điều tra chỉ có duy nhất dân biểu Cộng Hòa Lee Cheney hiện diện sau khi mà lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa tẩy chay cuộc điều tra. Thì ông Hogan ông nói Đảng Cộng Hòa cần nhiều người như Lee Cheney. Quý vị thấy những người trong Đảng Cộng Hòa mà bây giờ người ta cũng không chịu nổi những cái lời nói dối một cách trắng trợn của ông Trump như vậy. Nói một cách khác là họ có nhiều cái danh từ anh đi không thể nào dịch ra được, nói nó ra thì nó kỳ, nhưng mà đại khái như họ như mình nó thấy là ngửi không nổi, chịu không nổi, hay là có người thấy muốn phát buồn nôn bởi những cái lời mà nói dối trắng trợn của ông Trump rồi những kẻ hùa theo. Còn cũng ông Tổng thống Biden á, thì ông được hỏi về vấn đề này thì trong cái cuộc mà town hall meeting hôm thứ tư do CNN tổ chức, mà khi được trả lời những cái người thắc mắc về cái tính nghiêm trọng của bạo loạn ngày 6 tháng 1 vừa qua đó, thì ông Biden ông trả lời như thế nào: tôi không bận tâm nếu quý vị nghĩ tôi là quỷ Satan đầu thai lên. Cái sự kiện là quý vị không thể nhìn vào truyền hình và nói là không có chuyện gì đã xảy ra trong ngày 6 tháng 1 và lại nghe những người nói đó là cuộc tuần hành ôn hòa. Ông Tổng thống Joe Biden chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi: tôi không bận tâm nếu quý vị nghĩ tôi là quỷ Satan đầu thai lên. Cái sự việc rõ ràng là quý vị nhìn lên màn hình rồi là nói rằng không có chuyện gì xảy ra, đó là một cuộc biểu tình ôn hòa. Thì đó là lời nói của ông Biden. Còn riêng về Hạ viện đó, thì được cho rằng bất chấp cái sự đe dọa tẩy chay từ phía Đảng Cộng Hòa, thì Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi ngày hôm thứ Năm, tức ngày hôm qua, đã tuyên bố một cái ủy ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn hôm 6 tháng Giêng tại tòa nhà Quốc hội sẽ được thành lập và chắc chắn sẽ được thành lập, cho dù phía Cộng Hòa có tham dự hay không. Lãnh tụ phía Cộng Hòa tại Hạ viện là dân biểu Kevin McCarthy đã gọi ủy ban điều tra là lừa bịp và có phát biểu hàm ý rằng dân biểu Cộng Hòa nào tự ý tham gia vào ủy ban mà không có sự cho phép của ông sẽ phải gánh chịu hậu quả. Dân biểu McCarthy cũng nói việc bà Pelosi bác bỏ 2 trong số 5 dân biểu Cộng Hòa ông muốn đưa vào ủy ban là có cái hành động lạm quyền trầm trọng. Cái sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai đảng tại Hạ viện và biểu hiện của sự tranh chấp đảng phái ngày càng quyết liệt từ khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có cái hành vi bạo loạn này tràn vào tòa nhà Quốc hội rồi nhằm ngăn chặn cái việc xác nhận phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Theo đó thì ông Joe Biden được tuyên bố đắc cử là tổng thống. Ông McCarthy thì hôm thứ Tư ông nói ông sẽ rút lại danh sách 5 người ông đề cử sau khi bà Nancy Pelosi bác bỏ 2 người là dân biểu Jim Bang ở Indiana và Jim Jordan ở Ohio. Và Pelosi nói rõ hôm thứ Năm là sẽ không nhượng bộ và phía Dân Chủ tính tới việc tự đề cử người vào các ghế trống này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng nói rằng cái trách nhiệm của tôi trong vai trò Chủ tịch Hạ viện là phải đảm bảo rằng chúng ta tìm ra sự thật về việc này và chúng ta không để cho những cái trò biểu diễn kia cản được. Hiện thì chưa rõ bà Nancy Pelosi sẽ tìm cách bổ nhiệm thêm thành viên vào của ủy ban, một cái điều thuộc thẩm quyền của bà theo quy luật về thành lập ủy ban. Bà nói rằng có các dân biểu khác muốn tham dự vào ủy ban. Hồi tháng 2 qua có 2 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chấp thuận cái việc thành lập ủy ban điều tra. Một là bà Lee Cheney ở Wyoming và người kia là ông Adam Kinzinger ở Illinois. Và bà Cheney đã được bà Nancy Pelosi đề cử vào ủy ban điều tra
cạnh 7 người khác phía bên Dân Chủ. Như vậy đến nay Ủy ban đã có đủ túc số để làm việc theo quy định của Hạ viện. Bà Cheney nói rằng ông Kissinger sẽ làm một đóng góp vô cùng tốt đẹp cho Ủy ban. Và một số giới chức cao cấp Dân Chủ cũng bày tỏ cái sự tán đồng. Hai ông Banks và Jordan là đồng minh trung thành với ông cựu Tổng thống Trump. Hai ông hiện vẫn tiếp tục nói rằng có sự gian lận lớn lao trong cuộc bầu cử vừa qua, khiến ông Trump thất cử, cũng như tiếp tục có lời bào chữa cho những người bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội. Quý vị thấy cái bản tin này rồi, quý vị cũng thấy rằng nếu mà hai cái ông Banks và cái ông Jordan này mà tiếp tục đại diện cho bên đảng Cộng Hòa mà gia nhập vô trong cái ủy ban điều tra này á, thì với cái sự mà diễn tả là rằng á, cái hai ông này đó là đương nhiên là trung thành với ông Tổng thống Trump. Rồi hai ông này vẫn cứ tiếp tục nói rằng là cuộc bầu cử này có gian lận, rồi cũng bào chữa cho những người bạo loạn, thì làm sao bố ủy ban điều tra lấy, phải có một cái tinh thần điều tra độc lập mới làm được chứ. Cho nên rõ ràng đây cũng là một chuyện rất là lùm xùm, quý vị. Xin lỗi quý vị. Một cuốn sách đó, mới ra đó, thì lại nó liếc ra một vài vấn đề nữa. Ông Mike Pence, tức là cầu cứu Jared Kushner trong các cuộc họp chống COVID-19. Trong khi cựu phó tổng thống là Mike Pence là người được giao nhiệm vụ chính thức lãnh đạo cái nỗ lực đối phó với COVID-19 của Hoa Kỳ. Nhưng sau hậu trường thì Jared Kushner, con rể của ông Trump, mới chính là người thật sự đảm nhận cái sứ mạng này. Một cái trích đoạn trong cái cuốn Tôi một mình có thể sửa được, năm cuối cùng đầy thảm họa của Donald Trump, tức là Alone I Can Fix It, thì của hai ký giả đoạt giải Pulitzer, Carol Leoning và Philip Rucker của Washington Post cho hay là ông Mike Pence nghe có vẻ như là cầu cứu ông Kushner, con rể và là cố vấn cao cấp của ông cựu Tổng thống Trump. Các tác giả thuật lại một cuộc họp lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Tòa Bạch Ốc. Tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ ông Kushner mới chính là người đưa ra quyết định chứ không phải là ông Mike Pence. Cựu phó tổng thống trong suốt cuộc họp đã hỏi Jared anh nghĩ thế nào và anh sẽ làm gì Jared. Trong khi đó thì Kushner chủ trì cuộc họp kiểm tra số liệu được điều hợp viên lực lượng đặc nhiệm của ông Trump, tiến sĩ Deborah Burrich, trình bày cho anh ta và thách thức những người khác trong cuộc họp. Một viên dân cử như phó tổng thống Mike Pence thể hiện cái sự tôn trọng đối với Kushner, làm cho những người tham dự cuộc họp họ dùng cái từ là họ muốn nôn ói. Tác giả đã viết như vậy. Business Insider vào ngày 15 tây tháng 7 loan tin một cái trích đoạn trong cuốn sách này cho hay là Kushner bảo rằng Mike Pence nên làm lãnh đạo nỗ lực chống virus corona của Hoa Kỳ vì phó tổng thống không có chuyện gì khác để làm. Cái bóng khá lớn của Kushner trong ứng phó COVID-19 có thể không đáng ngạc nhiên đối với những người đọc những gì anh ta tự miêu tả về đội gây tác động vào năm ngoái. Cái toán này bao gồm những người trong cái lĩnh vực tư có chút ít kinh nghiệm về y tế cộng đồng. Cùng lúc đó thì Mike Pence cũng chỉ ra cái khả năng sẽ ra tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Quý vị thấy cái hậu trường về chính trị, về cái việc mà chống COVID-19 này thì Andy cũng đã đưa cho quý vị một vài những bản tin nó đã leak ra từ những cuốn sách khác. Tức là trong cái Tòa Bạch Ốc lúc đó nó rối như tơ vò. Từ bất cứ ai trong đó cũng có thể rằng đang làm cái việc gì đó để chống lại cái COVID-19, nhưng mà thật ra không ai lãnh một trách nhiệm chính thức nào cả. Thì bây giờ quý vị thấy càng rõ ràng hơn nữa ai là người. Quý vị thấy là cái ông Jared này hay là ông Mike Pence, họ cũng đều lúng túng trong những việc này cả. Nhưng mà cuối cùng thì chính là cuối cùng bây giờ mình mới biết bao nhiêu nhân vật trong đó được chỉ định là cái người đứng đầu cái việc mà chống dịch COVID-19 là phó tổng thống, nhưng cuối cùng là con rể của ông Trump là Jared. Mà Jared cũng đã từng bị tiết lộ rất nhiều lần ông Trump cũng đã gây hấn với cái người con rể của mình về cái việc tranh cử tổng thống cũng giống như cái chống lại cái dịch COVID-19 này. Còn một cái bản tin nữa cũng leak ra là ông Trump ổng xài tiền thoải mái từ cái ủy ban hành động chính trị PAC gây quỹ được. PAC này là cái tên Save America, đã gây quỹ được 75 triệu đô để gọi là điều tra về gian lận bầu cử năm 2020. Nhưng ông Trump lại chưa xài đồng nào để giúp kiểm toán Arizona hay các tiểu bang khác. Thay vào đó, cái tiền gây quỹ pháp lý này chỉ xài cho chi phí cá nhân của ông Trump.
về du hành, về kiện tụng pháp lý cá nhân và chi phí nhân viên cùng các chi phí khác. Theo cái lời nội bộ của PACS này nói với phóng viên Washington Post, Stephen Bannon của MSNBC viết thẳng rằng ông Trump chỉ là một tên lừa gạt. Quý vị thấy mỗi ngày có nhiều chuyện mà không gửi đến quý vị thì không được. Còn ông Thủ tướng Nhật Bản là ông Yoshihide Suga, là người đã trực tiếp gặp hai tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump và Joe Biden, đã trả lời phỏng vấn của đài NBC mới đây, đã nói rằng hai người Trump và Biden khác nhau cả một trời một vực về phương pháp làm việc và đối ngoại. Suga nói rằng ông Trump ưa làm việc kiểu cá nhân một mình, individual personality, để đưa ra vấn đề, trong khi ông Biden thì thích cái phương pháp hợp tác. Biden là một tổng thống tìm cách xây dựng đồng thuận giữa các đồng minh và các quốc gia có suy nghĩ, có cùng suy nghĩ nhằm đưa ra các chính sách, và đó là một kiểu khác về phương pháp chính trị. Cái điều này thì không có gì mới phải không quý vị? Ông Trump thì cứ bắn trước rồi xử sau, làm việc thì cái gì cũng độc lập một mình, cho nên không có một nhà chính trị nghiệp dư như ông Trump thì rất là khó có thể nói rằng so sánh với ông Biden được. Cho nên chính vì vậy mới nói hai người này thì khác nhau mà cả một trời một vực về cái cách mà làm việc, đưa ra quyết định cũng giống như về vấn đề đối ngoại. Và đó là những cái bản tin ngắn trong nước, cũng giống như những cái chuyện lùm xùm trong nước Mỹ anh Đi vừa mới gửi đến cho quý vị. Còn anh Đi cũng có đọc hai cái bản tin về Trung Quốc. Cái bản tin đầu tiên đó là cái trận mà lũ lụt lớn nhất ở Trung Quốc đó, được cho rằng ngàn năm có một, thì đã làm chết người 3-4 triệu người màn trời. Bây giờ phải nói là họ không còn một cái gì trong tay nữa, bị trôi trên những dòng nước xiết, thì chính phủ của Trung Quốc thì đang cứu họ trên những cái phao vân vân. Thì rất nhiều báo đài đưa tin này, nhưng mà có một cái bài viết làm anh Đi chú ý. Vì sao Trung Quốc dự báo sai cái trận mưa lũ nghìn năm có một? Tại sao lại dự báo sai? Thì một cái quốc gia mà coi như là nền kinh tế đứng hàng nhì, thứ nhì trên thế giới, cái gì cũng có hết, hàng không mẫu hạm cũng có, tàu chiến cũng có, giàn khoan cũng có, những công ty lớn sản xuất có thể nói rằng về điện tử, về semiconductor, cái gì mình cũng đứng hàng đầu hết, mà xây dựng con đường tơ lụa đi khắp các nước Đông Tây Nam Bắc như vậy, mà một cái Tập Cận Bình mà phải nói rằng oai dũng như vậy, cái gì cũng có thể làm được hết. Đó là những cái lời nhận định không phải của anh Đi, mà cái này là toàn của những khán thính giả trên những báo đài họ nói như vậy. Thì anh Đi mới tìm hiểu ra, thì không lẽ đó chỉ là một cái Tập Cận Bình giấy, một cái đất nước Trung Quốc. Thì cái bài viết đã nói như thế này: cho tới nay thì 33 người thiệt mạng và 3 triệu người nằm trong cái vùng nguy hiểm. Mà các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo về những cái trận mưa lớn khi xảy ra lũ lụt nghìn năm có một ở Trịnh Châu, Hà Nam. Nhưng vấn đề đưa ra là tại sao dự báo sai cả về địa điểm và cả thời điểm nữa. Tờ báo SMCP ngày 22 tháng 7 dẫn lời bà Su A. Fang, là phó giám đốc cơ quan khí tượng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho biết chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về các nguy cơ gây ra do thời tiết khắc nghiệt ngày 15 tháng 7. Nhưng các dự báo cho biết trận mưa lớn nhất sẽ ập đến tiêu tác một cái thị trấn tọa lạc dưới chân núi Thái Hành Sơn, một ngày trước khi trận mưa kinh hoàng nhấn chìm thành phố Trịnh Châu trên thực tế. Theo đó, từ ngày 17 tháng 7, thì chính quyền địa phương cảnh báo tiêu tác có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 500mm nước một ngày. Thì vào ngày 19 tháng 7 có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một và phải sơ tán một số cư dân khỏi các vùng trũng thấp. Các khu vực còn lại, trong đó thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu, các thành phố tiêu tác khoảng 100km về phía nam, được dự báo sẽ chứng kiến lượng mưa ít hơn. Nhưng thực tế thì nó lại xảy ra ngược lại. Và lượng mưa tồi tệ cuối cùng đã trút xuống Trịnh Châu hôm 20 tháng 7, chậm một ngày so với dự đoán. Thành phố 12 triệu dân này chứng kiến một lượng mưa 200mm chỉ trong vòng 1 giờ rồi. Lượng mưa cao nhất chưa từng được ghi nhận ở Trung Quốc. Từ 20 tháng 7, chính quyền thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất như hầu hết người dân trên đường đã đi làm vào lúc đó. Vào buổi chiều thì Trịnh Châu hứng
chứng kiến cái lượng mưa nhiều hơn mức bình thường trong nửa năm, gây ngập lụt đường phố và khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trên các chuyến tàu điện ngầm và ít nhất 25 người thiệt mạng trong trận lũ. Trong khi thì nguồn cung cấp điện và nước sinh hoạt từ quận này sang quận khác cũng bị cắt hết. Thì nhiều cái sự đổ hô thế này thế nọ, nhưng mà cuối cùng có một điều mà được kết luận là đúng nhất là Trung Quốc, những cái sở khí tượng của Trung Quốc từ trung ương cho tới các tỉnh thành bây giờ họ xài cái họ sử dụng cái trí tuệ nhân tạo, tức là cái trí tuệ mà do con người tạo ra. Thì ai cũng, nếu mà quý vị nghe nói cái trí tuệ nhân tạo này bây giờ ở khắp mọi nơi, mà đặc biệt như ở Trung Quốc là nói rất là nhiều, nó có một cái mức độ mà gọi là nó thông minh hơn, hay hơn cái trí tuệ của con người. Nhưng mà cái vấn đề là cái để mà có được cái độ chính xác do cái sử dụng trí tuệ nhân tạo này đó, thì các nhà khí tượng đó, họ vẫn phải cảnh báo một cách rõ ràng cái hiệu quả của nó vẫn phụ thuộc vào cái chất lượng dữ liệu do con người đưa vào. Cho nên quý vị thấy rằng cái trí tuệ nhân tạo mà nó dựa trên cái trí tuệ thật sự của con người, cho nên chính con người đưa cái dữ liệu vào trong cái trí tuệ nhân tạo này. Cho nên trí tuệ nhân tạo không tự nó có thể dự báo được, cho nên cái này là do con người dự báo, cho nên không thể nào đổ lỗi cho cái trí tuệ nhân tạo được. Mà khi con người làm việc nó không có hiệu quả, làm việc sơ sót, làm việc thất trách, đúng với cái tinh thần của những cái nhà làm việc mà thuộc những cái cơ quan chính phủ của Trung Quốc, những nhân viên, những quan chức, thì quý vị thấy rõ điều gì xảy ra. Mình cho nó cái dữ liệu sai thì nó sẽ dự báo sai thôi. Cho nên cái hậu quả này là do con người gây ra, mà do chính những quan chức của Trung Quốc gây ra mà thôi. Cho nên bây giờ không thể nào mà đổ lỗi cho cái việc gì khác được. Mà bây giờ Tập Cận Bình kêu gọi phải rà soát lại hết toàn bộ những cái máy móc hay là trí tuệ nhân tạo này để mà tìm cách để mà cải biến nó hay cải tiến nó, làm cho nó tốt hơn. Thì đó là cái bài viết mà anh đi đọc và anh đi cảm thấy nó là lạ, anh đi cũng gửi đến cho quý vị. Còn một cái bài sáng ngày hôm nay anh đi cũng đọc, cũng liên quan tới Trung Quốc, cũng là cái bài viết cuối cùng anh đi gửi đến cho quý vị. Là Hoa Kỳ đã hé lộ cái thủ đoạn mà Trung Quốc dùng để bắt những cái tham quan bỏ trốn. Thì cái bài viết như sau, thì cái nhóm đặc vụ Trung Quốc đã bắt cha con của tham quan và đưa ông này tới Hoa Kỳ để thuyết phục con trai, vốn là một cựu quan chức cấp thành phố về trước. Trong một lần khác, họ đột nhập nhà người này và để lại lời đe dọa. Cái thủ đoạn mà săn cáo của an ninh Trung Quốc được hé lộ trong một số cáo trạng của Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đệ trình lên tòa án liên bang. Cáo ở đây là những quan chức, những lãnh đạo doanh nghiệp bị nghi tham nhũng hoặc hối lộ nhưng kịp trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố. Một cái bản cáo trạng mới được đệ trình lên tòa liên bang ở phía đông New York ngày 22 tháng 7 đã gây chú ý vì bổ sung thêm các bị can mới. Cái hãng tin Reuters mô tả các tình tiết trong các cáo trạng như là tiểu thuyết và gián điệp. Cáo trạng mới là nữ công tố viên Thu Lan thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Hán Dương Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau kế hoạch bắt một cựu quan chức cấp thành phố về Trung Quốc. Cái người bị truy lùng là một cựu quan chức bị bỏ trốn đến nước Mỹ vào năm 2010 và sở hữu được thẻ xanh thường trú nhân. Ông này đã bị truy tố tại Trung Quốc vì tội tham ô, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ, có thể đối mặt với án tử hình. Và vợ ông ta cũng bị truy nã vì nhận tội hối lộ tại Trung Quốc. Cáo trạng cho biết nhóm 9 người do công tố viên Thu Lan chỉ đạo đã tìm thấy người cha của người bị truy lùng và bắt ông này cùng họ đến Mỹ, nói dối với hải quan về cái lý do của chuyến đi. Riêng bà Thu Lan thì bay một chuyến bay khác tới Hoa Kỳ trước khi nhóm áp tải người cha này đến nhà của tham quan này ở New Jersey. Thì ở tiểu bang New Jersey thì đã giáp với cái tiểu bang New York, nên cái nhóm đặc vụ của Trung Quốc đã thuê thám tử tư là một cựu sĩ quan cảnh sát New York theo dõi. Cái mục đích của cái nhóm đặc vụ là sử dụng người cha để ép cái người bị săn lùng về nước, đe dọa nếu ông này không về thì gia quyến ông ta ở tại Trung Quốc sẽ gặp họa. Sự việc nó xảy ra vào tháng 4 năm 2017. Tuy nhiên họ đã bị thất bại khi tham quan này kiên quyết không hồi hương. Trên đường về Trung Quốc thì người cha thể hiện cái sự phản kháng,
thái độ bất mãn với người đi cùng ngay trên chuyến bay, đó là theo cái tờ báo South China Post, China Morning Post tường thuật. Nhiều tháng sau, một số đặc vụ Trung Quốc lại bay ngược lại tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ và cố gắng đột nhập nơi cái nhà của tham quan này. Họ đập phá cửa trước và để lại mảnh giấy đe dọa. Và nói rằng nếu ông sẵn sàng về đại lục và ở tù 10 năm thì vợ con sẽ không sao cả. Mọi chuyện tới đây thì xem như xong. Theo cáo trạng thì sau khi trở về nước thì nữ công tố viên Tru Lan tiếp tục chỉ đạo các đặc vụ cách bắt tham quan và xóa mọi dấu vết hoạt động bao gồm các tin nhắn đã trao đổi. Luật sư của cựu cảnh sát New York khẳng định là thân chủ của mình là vô tội, nhấn mạnh là ông này bị nhóm người Trung Quốc lừa và tin rằng đang hợp tác với một công ty xây dựng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì chưa lên tiếng bình luận. Chính quyền Bắc Kinh thì phản đối khi cáo trạng được trình lần đầu vào tháng 10 năm ngoái. Và tháng 7 năm 2020 thì chính quyền Hoa Kỳ đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, bang Texas, cáo buộc đây là ổ gián điệp theo giới quan sát. Thì Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Texas từ lâu đã thành trung tâm chỉ huy cho các chiến dịch săn cáo trên đất Mỹ. Chuyện còn dài, chuyện Trung Quốc, anh đi tới đây thì xin được chấm dứt. Và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là an vui, thật là hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào lần tới.